Vâng, xin chào quý thầy cô. Hiện nay thì cả thế giới đang đoàn kết nỗ lực để phòng chống đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này thì việc ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc hội họp, hội thảo, làm việc trực tuyến hay dạy học online nhằm hạn chế ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng là hết sức hữu ích và cần thiết. Vậy làm sao để dạy học online thật sự hấp dẫn, hiệu quả, chất lượng và chuyên nghiệp? Câu trả lời sẽ có ngay trong clip này. Hiện nay thì việc dạy và phát trực tuyến một buổi học có thể được sử dụng thông qua các phần mềm phổ biến như Zoom Meeting, Google Hangout, Cisco Webex Meeting, Zoom, thậm chí là cả Facebook và Zalo. Tuy nhiên, hình thức vừa dạy vừa phát trực tuyến có những hạn chế riêng nhất định, cụ thể như phụ thuộc vào tốc độ đường truyền mạng, cấu hình máy tính nhanh hay chậm để hình ảnh phát đi có đảm bảo chất lượng hay không, số lượng học sinh tương tác với giáo viên có và đảm bảo đủ sĩ số trong một buổi học vì những lý do khách quan. Học sinh cũng phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ việc học như máy tính, các phần mềm cần thiết khác. Trong khi một số gia đình các em còn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa khó mà đảm bảo được điều kiện này. Bên cạnh đó, việc vừa dạy vừa phát trực tuyến còn phải chú ý về các nguyên tắc lịch sự này, tính riêng tư khi chia sẻ, ví dụ như là trang phục để chế độ im lặng hay là tham gia thảo luận khi được yêu cầu. Đòi hỏi cả giáo viên và học sinh phải sử dụng thành thạo ứng dụng trực tuyến và một số ứng dụng khác. Tiết học sẽ rất nặng nề và kém hấp dẫn, thiếu sinh động nếu như thầy cô không chủ động chuẩn bị trước các hoạt động tài liệu bổ trợ khi dạy. Học sinh tiếp thu kiến thức bài giảng theo hình thức này cũng rất hạn chế, muốn nghe và xem lại bài giảng rất là khó khăn. Do đó, giải pháp tối ưu là giáo viên phải tự xây dựng được một video bài giảng chuyên nghiệp cho các tiết học với các nội dung kịch bản được viết sẵn theo giáo án, có chỉnh sửa trong khi dựng phim để cho thật hoàn hảo. Sau khi sản phẩm hoàn thành mới đăng tải, chia sẻ cho học sinh, thậm chí chia sẻ cho cả cộng đồng mạng. Đặc biệt khi video bài giảng của quý thầy cô thật sự hấp dẫn, hữu ích hay có sức lan tỏa rộng rãi và được nhiều người chia sẻ, các thầy cô cũng có thể kiếm được thêm thu nhập từ quảng cáo trên YouTube và Facebook. Đây không phải là ý tưởng tôi phải không nào? Và ngay từ video này, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm khiêm tốn của mình để mong hỗ trợ một số thầy cô còn chưa biết nhiều về các thao tác kỹ thuật dựng video, hiểu được những phương tiện cần thiết và cách thức thực hiện thiết kế một video bài giảng hoàn chỉnh. Vâng, thưa quý thầy cô, muốn thiết kế được một video như vậy, quý thầy cô cần phải chuẩn bị cho mình một giáo án và đây chính là nội dung muốn thể hiện trong video. Cụ thể là bài giảng, tài liệu, học liệu, hình ảnh, minh họa, âm thanh, nhạc hiệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm tính khoa học, sư phạm phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học mà quý thầy cô muốn truyền đạt. Đây là góc độ chuyên môn, nghiệp vụ của quý thầy cô, tôi sẽ không bàn sâu. Trong video này, tôi sẽ bàn tới những phương tiện cần thiết để tạo được một video bài giảng. Trước tiên, quý thầy cô cần phải có được một công cụ quay video. Cụ thể là một chiếc điện thoại thông minh chẳng hạn, hoặc một chiếc máy quay mini cầm tay như thế này chẳng hạn, có thể quay với chất lượng HD hoặc Full HD. Và nếu có điều kiện, trang bị chân quay càng tốt, với mục đích là khi quay chống rung cho video và để quay được nhiều góc độ khác nhau, ví như quay cảnh quý thầy cô đang đứng giảng chẳng hạn. Muốn quay các thao tác trên màn hình máy tính hoặc laptop thì hiện nay có rất nhiều phần mềm. Ở đây tôi muốn giới thiệu một phần mềm thường có sẵn trên máy tính của quý thầy cô, đó là phần mềm VLC Media Player mà quý thầy cô thường dùng để mở nhạc xem phim. Muốn ghi âm lại những lời thuyết giảng của mình, quý thầy cô cũng phải sử dụng những phần mềm ghi âm trên điện thoại hoặc máy tính. Nhưng theo tôi, nên ghi âm trên máy vi tính để thuận tiện cho việc dựng video và cắt bỏ những tạp âm, những lời ghi âm thừa, không logic, không cần thiết hoặc bị lỗi để cho những lời thuyết giảng của mình thêm trơn tru, hay và hấp dẫn hơn. Và tôi muốn chỉ quý thầy cô một phần mềm tiện lợi và rất dễ sử dụng, đó là phần mềm Sound4A. Ở phía dưới video này được đăng tải trên kênh YouTube của tôi có để đường link dẫn đến phần mềm để quý thầy cô tải phần mềm về cài đặt cho máy tính của mình. Đồng thời, để đảm bảo cho việc thu âm được hoàn hảo, quý thầy cô cần trang bị cho mình một mic thu âm hoặc tai nghe có mic thu âm như thế này. Tốt nhất chúng ta nên trang bị tai nghe có mic thu âm với giá tiền từ trên 100.000 đồng vừa túi tiền vừa dễ kiếm mua trên thị trường. Đó là ba yếu tố cần thiết cho việc quay phim này, thu âm bài giảng.
Phương tiện thứ tư mà quý thầy cô cần trang bị cho mình chính là máy tính để bàn hoặc laptop có cấu hình tầm trung trở lên để cài đặt phần mềm dựng phim phổ biến hiện nay như Roseau Producer 7 hay Adobe Premiere Pro CC 2019 chẳng hạn. Quý thầy cô lưu ý nhé, cấu hình tối thiểu để cài đặt phần mềm Roseau Producer 7 là vi xử lý hai quả chip và CPU là 1GHz trở lên, RAM thì 2GB. Ổ đĩa cài đặt chống 70MB, độ phân giải màn hình 1024x768 pixel. Cặp màn hình là loại Accelerated 3D Graphics, tức là đồ họa 3D tăng tốc, đến 64MB đối với RAM. Máy cài hệ điều hành Windows P hoặc Windows Vista hoặc Windows 7 trở lên. Đối với phần mềm Adobe Premiere Pro CC 2019 thì cấu hình máy cần phải cao hơn nhiều. Hai phần mềm này tôi cũng dẫn đường link ở phía dưới video này để quý thầy cô tải phần mềm về cài đặt cho máy tính của mình. Muốn xem cấu hình máy có rất nhiều cách. Ở đây tôi chỉ một cách nhanh gọn như thế này nhé. Quý thầy cô bấm chuột phải vào biểu tượng This PC, máy vi tính. Sau đó chọn Property, tức là thuộc tính. Tại đây chúng ta sẽ biết được những thông tin về hệ điều hành này, thông số CPU, RAM, tình trạng kích hoạt của Windows này, tên người dùng, tên máy tính và một số thiết lập hệ thống khác ở phía bên tay trái màn hình. Vâng, thưa quý thầy cô, trong video đầu tiên này, tôi đã thông tin về những phương tiện cần thiết để tạo một video bài giảng hay, hấp dẫn. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cách quay phim, quay màn hình máy vi tính, về cách ghi và chỉnh sửa file ghi âm, cách dựng video trên hai phần mềm dựng phim mà tôi đã đề cập ở phía trên. Nếu thấy hay, quý thầy cô và các bạn nhớ ủng hộ bằng cách bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.